Xin chào mọi người, quay trở lại kênh Cảnh Ti 83 Vlog. Hôm nay mình review chùa Đàm Ơn cho mọi người xem nha. Bữa nay mình có dịp đi xuống đây mình quay chùa Đàm Ơn cho mọi người xem nữa nha. Lâu quá mình không có ghé chùa này, bữa nay mình ghé này. Trời mưa luôn nha mọi người. Đây là chùa Đàm Ơn nha. Hôm nay mình ghé chùa Tâm Ơn mình review cho mọi người xem nha. Cũng lâu rồi mình không có ghé chùa này nè. Bữa nay mình có dịp mình xuống đây quay chùa Tâm Ơn cho mọi người xem nha. Cũng lâu rồi mình không ghé chùa này. Bữa nay ngay trời mưa luôn mọi người. Mát mẻ luôn. Tượng Phật quá đẹp mọi người ơi. Quá trời đẹp luôn nha. Có mấy ông sư ở đó nè. Chào mọi người, quay trở lại kênh Cảnh Ti 83 Vlog. Nay mình quay chùa Tâm Ơn cho mọi người xem nha. Nay trời mưa chùa quá đẹp mọi người. Đó, cái này ngôi chánh điện chùa Tâm Ơn nha mọi người. Quá đẹp luôn. Ngôi chùa cũng đang xây gì vậy. Đây là chùa Tâm Ơn không rồi. Bữa nay mình quay ngay trời mưa luôn. Tình cờ mình đi ngang quay ngay trời mưa không rồi. Trời mưa càng đẹp ra nè. Chào mọi người, quay trở lại kênh Cảnh Ti 83 Vlog nha. Nay có học sinh đang thầy đang dạy, sư đang dạy học sinh tiếng dân tộc mọi người. Bữa nay quá đẹp mọi người. Lâu lâu mình lại quay lần, quá đẹp ha. Bữa nay mình quay ngay trời mưa luôn rồi. Quay một vòng vô rồi xem ha. Đây là chùa Tâm Ơn nha. Quá đẹp mọi người. Đây là tượng Phật nằm. Cái này Đức Phật Niết Bàn này. Đây là chùa Tâm Ơn nè. Đang xây gì lại không à? Đang xây thêm cái gì á? Đây có học sinh
đang học tiếng dân tộc đó mọi người, đang học gì tiếng dân tộc. Rồi mình quay tới đây thôi, xin chào tạm biệt mọi người, xem video tiếp theo nha. Xin chào và tạm biệt.